à về danh hỏi bài minh phí trả lời tức thì vào thư viện anh tải ngay áp về giách. Xin chào các em, chào mừng các em đến với chương trình tiếng Anh lớp 4, chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong học kỳ 1 thì chúng mình sẽ đến với 10 units và trong đó các em có thể quan sát thấy ở đây thì từ unit số 1 cho tới unit số 5 chúng mình được học về chủ đề Me and my friends, tôi và các bạn của tôi. Còn từ unit số 6 cho tới unit số 10 chúng mình sẽ học về Me and my school, tôi và trường học của tôi. Và ở trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tập trung vào unit số 1. Unit số 1 của chúng mình với chủ đề Nice to see you again, rất vui được gặp lại bạn. Trước khi bắt đầu với bài học thì chúng mình có thể mở lại trang trước giúp cô để xem cái phần giới thiệu nhân vật của cái chương trình tiếng Anh lớp 4 mà chúng ta sẽ học. Chúng mình hãy quan sát vào trang số 2 của sách giáo khoa giúp cô nào. Chúng mình có tất cả là 16 bạn, đúng không nhỉ? 16 nhân vật, trong đó thì có hai người là cô Hiền và thầy Lộc. Còn lại chúng ta có 14 người là các bạn học sinh giống như chúng ta đây. Đầu tiên chúng mình có bạn Nam này, bạn Hoa, bạn Mai và bạn Phong. Bốn bạn tiếp theo của chúng ta là bạn Tôm, bạn Mary, bạn Peter và bạn Linda. Ở hàng số 3 thì chúng ta gặp bạn Nga, bạn Quân, bạn Tony và bạn Linh. Và cuối cùng chúng ta có Hakim, Akiko và cuối cùng là hai nhân vật, cô Giáo Hiền và thầy Lộc. Đó. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu tuần học đầu tiên nào. Unit 1 Nice to see you again. Rất vui được gặp lại các bạn. Lesson 1. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập trung vào bài học số 1. Bài học số 1 của chúng ta ngày hôm nay có 5 bài tập, mình sẽ cùng nhau đi giải quyết 5 bài này nha. Đầu tiên sẽ là bài tập số 1. Look, listen and repeat. Nhìn, nghe và nhắc lại. Nếu như mà bạn nào chưa thuộc được nghĩa của những cái từ này, các em có thể nhìn những hình minh họa ở bên phải tương ứng. Nhìn, nghe và nhắc lại. Bây giờ cô sẽ bật đoạn băng ghi âm. Nhiệm vụ của các em đó là hãy chú ý vào các đoạn hội thoại ở trong sách giáo khoa nhé. Chúng mình có thứ tự như sau A, B, C và D Hãy chú ý và lắng nghe theo đúng thứ tự Bây giờ thì cô sẽ bật đoạn băng ghi âm này Page 6 Unit 1 Nice to see you again Lesson 1 Activity 1 Look, listen and repeat A Good morning, class. Good morning, Miss Yan. B. Nice to see you again. C. How are you, Mai? I'm very well, thank you. And you? I'm very well too. D. Good morning, Miss Yan. Sorry I'm late. Yes, come in. Okay. Page six. Activity two. Như vậy là chúng mình vừa Nghe xong cái đoạn hội thoại Của bài tập số 1 rồi Bây giờ mình sẽ cùng nhau Lặp lại từng đoạn hội thoại này nào Đoạn hội thoại A Good morning class Good morning Miss Hiền Chào buổi sáng cả lớp Chào buổi sáng cô Hiền B Nice to see you again. Rất vui được gặp lại các em. C. How are you, Mai? I'm very well, thank you. And you? I'm very well too. Em thế nào, Mai? Em rất khỏe, cảm ơn cô. Còn cô thì sao? Cô cũng rất khỏe. Đoạn D. Good morning, Miss Hien. Sorry, I'm late. Yes, come in. Chào buổi sáng cô Hiền, em xin lỗi em đến muộn. Được rồi, vào lớp đi. Đó chính là cái nội dung của bài tập số 1. Thông qua bài tập số 1 này thì cô cũng muốn dặn chúng ta một điều nho nhỏ, đó là mình sẽ sử dụng hai và hello khi mà chúng ta có mối quan hệ thân mật với cái người mà chúng ta đang nói chuyện cùng. Còn mình sử dụng good morning hay là good afternoon, good evening thì chúng ta dành cho những cái người mà mình gọi là có cái tính chất trang trọng. Chẳng hạn như ở đây thì giáo viên và học sinh chào nhau bằng good morning. Câu hỏi nhỏ các em thêm một chút nhé. Đố các bạn biết là ở đoạn hội thoại D này, bạn nào là bạn đi học muộn đây? Theo như bức hình ở đây, và cùng với cái phần giới thiệu nhân vật ở trang số 2 sách giáo khoa mà cô vừa giới thiệu cho các em. Đúng rồi, bạn đi học muộn chính là bạn Nam. Bây giờ thì chúng mình sẽ đến với bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 này thì giúp chúng mình củng cố lại một số những cái mẫu câu, mẫu câu chào hỏi mà chúng mình đã học được ở trong cái bài tập số 1. Chẳng hạn chúng mình có Good morning Good afternoon Good evening Chào buổi sáng, chào buổi chiều và chào buổi tối Thế bây giờ nhiệm vụ của chúng mình là hãy chỉ và hãy nói Em có thể thực hành bài tập này cùng với một người bạn để cho chúng ta có cái phản xạ tốt hơn Cứ hai bạn đứng chúng ta thực hành chào hỏi nhau Đi chơi nhỉ Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chỉ vào từng bức tranh và đọc to cái nội dung chào lên nào. A. Good morning. B. Good afternoon. C. Good evening. Cô nhắc lại cho chúng ta nhé. Good morning là chào buổi sáng, good afternoon là chào buổi chiều và good evening là chào buổi tối. Ở đây sách giáo khoa có một lời nhắn nhủ nhỏ cho chúng ta. Great, your teachers in the classroom or at school. Hãy tập chào giáo viên của mình ở lớp hoặc là ở trường. Đó, có nghĩa rằng thay vì chúng ta em chào cô, em chào thầy bằng tiếng Việt thì mình có thể nói bằng tiếng Anh với giáo viên tiếng Anh của mình. Good morning, good afternoon or good evening. Ok, hãy nhớ giúp cô là Cả ba mẫu câu này đều là ba mẫu câu trang trọng chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để chào giáo viên của mình. Còn khi chúng mình chào bạn bè, chúng mình sẽ dùng hello và hi. Ok, bây giờ thì mình sẽ đến với bài tập số 3. Bài tập số 3 yêu cầu chúng ta là listen and take. Hãy nghe và tích vào cái đáp án chính xác. Các em hãy quan sát ở đây giúp cô. Mình có 3 câu, mỗi câu chúng ta lại có 3 bức hình. Nhiệm vụ của mình đó là ứng với mỗi câu em phải nghe chính xác xem là hai người ở trong cuộc hội thoại người ta nói về vấn đề gì và phù hợp với cái bức hình nào thì chúng mình sẽ tích vào cái bức hình tương ứng đối với mỗi câu. Trước khi nghe thì mình sẽ cùng nhau phân tích các bức hình này nhé. Ở bức hình A này, thời tiết đang là buổi sáng, 8 giờ sáng này. Hình B thì là buổi chiều, 3 giờ chiều, còn hình C là vào 7 giờ tối. Câu số 2 chúng mình có 3 bức hình. Cũng tương ứng với buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Và ở bức hình số 3 thì chúng mình lại không thấy đồng hồ xuất hiện nữa. Thay vào đó chúng mình sẽ nhìn vào biểu hiện của từng người trong từng hình. Chẳng hạn như ở hình A thì có vẻ như thầy giáo và bạn Mai đang chào tạm biệt nhau. Hình B và hình C thì cũng tương tự. Như vậy ở bài tập số 3 thì mình sẽ phải nghe xem mối quan hệ của những người này là gì thì mình chắc chắn sẽ tìm ra được đáp án đúng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe đoạn băng ghi âm nào. Page seven Activity three Listen and Tick one Good afternoon, Miss Yen Hi Nam. How are you? I'm very well, thank you. And you fine, thanks. two Good morning, Mr Look Good morning Fong It's nice to see you again. Nice to see you too. three. Goodbye, Daddy. Bye-bye. See you soon. Chúng mình vừa nghe xong ba đoạn hội thoại rồi đấy các em ạ. À. Cô hy vọng là chúng mình cũng đã làm được và chọn ra được cái đáp án của riêng mình. Bây giờ mình sẽ cùng nhau chữa bài tập này nhé. Page 7. Activity 3. Listen and tick. 1. Good afternoon, Miss Hien. ở đoạn hội thoại số 1 thì đầu tiên chúng ta có nghe được là gì. Good afternoon, Miss Hien. chào buổi sáng. chào buổi chiều, cô hiền. như vậy, bức tranh buổi chiều là bức tranh nào đây nhở đúng rồi là bức hình b chúng ta tích vào bức hình b giúp cô nào uh -huh. mặc dù là chúng mình đã tìm được đáp án đúng rồi nhưng mà mình sẽ Nghe tiếp cái đoạn hội thoại này để luyện cái kỹ năng nghe các em nhé. Hi Nam, how are you? Sau đó thì cô giáo chào lại bạn Nam đúng không nhỉ? Hi Nam, how are you? Chào Nam, em thế nào? I'm very well, thank you. I'm very well, thank you. Em rất khỏe, cảm ơn cô. And you? And you? Còn cô thì sao? Fine. Thanks. Cô khỏe, cảm ơn em. Đó chính là nội dung của đoạn hội thoại số 1. Mình sẽ đến với đoạn hội thoại số 2 nào. 2. Good morning, Mr. Lock. Good morning, Mr. Lock. Chào buổi sáng. Thầy Lock À, như vậy chúng ta thấy ở đây là buổi sáng đúng không nhỉ? Vậy thì mình sẽ chọn phương án nào nào? Đúng rồi, mình sẽ lựa chọn bức tranh A, 8 giờ sáng. Chúng mình sẽ cùng nghe tiếp nội dung của đoạn hội thoại nhé. Good morning, Phong. Good morning, Phong. Chào buổi sáng, Phong. It's nice to see you again. It's nice to see you again. Thật vui được gặp lại thầy. Nice to see you too. Nice to see you too. Thầy cũng rất vui được gặp lại em. Đó chính là nội dung của đoạn hội thoại số 2. Bây giờ mình sẽ đến với đoạn hội thoại số 3 nào. 3. Goodbye daddy. Bye. Goodbye daddy. Tạm biệt bố. À như vậy chúng ta thấy ở ba bức hình này, bức hình nào mô tả cái quan hệ bố con nhỉ? Đúng rồi, nó chính là bức hình A. Chúng ta sẽ tích vào bức hình A nào. Mình cùng nhau nghe tiếp nội dung còn lại của đoạn hội thoại nào. Bye bye, see you soon. Và bố của bạn Mai đáp lại là gì? Bye bye, see you soon. Chào con, hẹn gặp lại con sớm nhé. Bức hình này có vẻ như là bạn Mai đang chào tạm biệt bố để đi học đúng không nhỉ? Uh -huh. Bây giờ thì cô sẽ bật lại đoạn băng ghi âm của bài tập số 3 và chúng mình sẽ cùng nhau nghe lại bài này một lần nữa nhé. Page 7. Activity 3. Listen and tick. 1. Good afternoon, Miss Yen. Hi Nam. How are you? I'm very well, thank you. And you? Fine, thanks. Two. Good morning, Mr. Locke. Good morning, Fong. It's nice to see you again. Nice to see you too. Three. Goodbye, Daddy. Bye bye. See you soon. Okay, chúng mình kết thúc bài tập số 3 tại đây nhé. Bây giờ mình sẽ đến với bài tập số 4. Yêu cầu của bài tập số 4: Look and write. Hãy nhìn và viết. Ok, bài tập số 4 này chúng mình tiếp tục lại được ôn tập lại các mẫu câu chào buổi sáng, chào buổi chiều, chào buổi tối cũng như là hỏi thăm, tạm biệt nhau. Bây giờ việc chúng ta viết cái phần còn lại là những mẫu câu gì vào đây Nó hoàn toàn phụ thuộc vào nội dung của từng bức hình Bức hình số 1 Chúng ta thấy đây là một cuộc trò chuyện giữa cô giáo và bạn Linda Hãy nhìn giúp cô đồng hồ đang chỉ khoảng 7 giờ sáng Vậy thì cô giáo và bạn Linda sẽ chào nhau là gì? Good morning Đúng rồi Chào buổi sáng Tiếp theo ở bức hình số 2 thì chúng ta thấy ở đây đó là cuộc trò chuyện giữa thầy Lộc và bạn Tony. Vậy thì đồng hồ ở đây đang chỉ 3 giờ chiều. Chúng ta sẽ nói rằng thầy Lộc và bạn Tony chào nhau là gì nhở? Good afternoon. Đúng rồi. Good afternoon. Chào buổi chiều. Và ở bức hình số 3 thì không phải là bạn Linda và bạn Tony mà là cuộc trò chuyện giữa bạn Linda và bạn Peter. Hai bạn này đang tan học, vậy thì hai bạn này sẽ chào nhau là gì nhỉ? Đúng rồi, tan học không gặp nhau nữa thì mình sẽ nói là goodbye, chào tạm biệt. Goodbye. Ok. Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 4 của ngày hôm nay rồi. Còn bài tập số 5 là bài tập Let's sing, chúng ta cùng hát nào. Thì cô sẽ bật đoạn băng ghi âm và chúng mình sẽ quan sát sách giáo khoa và hát theo cái bài hát này nhá. Ok. Page 7. Activity 5. Let's sing. Good morning to you. Good morning to you, good morning to you, good morning, dear Miss Yen, good morning to you, good morning to you, good morning to you, good morning, dear children, good morning to you. Ok, bài hát này khá đơn giản và nó mang cái giai điệu giống như là cái bài chúc mừng sinh nhật mà chúng ta hay hát đúng không nhỉ? Mình chỉ việc hát theo đúng cái giai điệu đó là mình đã hát được bài hát này rồi Cô sẽ bật lại đoạn băng ghi âm một lần nữa để cho chúng ta làm quen với bài hát này nhé Page 7 Activity 5 Let's sing Good morning to you Good morning to you Good morning to you. Good morning, dear Miss Yen. Good morning to you. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, dear children. Good morning to you. Ok, và bài tập số 5 này cũng đã kết thúc Lesson 1 của chúng ta ngày hôm nay tại đây rất cảm ơn sự chú ý của các em và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của về rách